Chúng ta sẽ cùng nhau tạo các hiệu ứng cho video nào. Các bạn chú ý, nếu muốn chọn tất cả các video này phát một lúc, chúng ta có thể bấm vào biểu tượng thước phim lớn ở đây, thì tất cả các video này đều được chọn. Nếu như tôi bấm play thì lập tức các video này đều được chọn và phát. Còn bây giờ tôi sẽ kéo đối tượng này lên trên này. Đến các phần giao nhau của các video, ở đây mỗi đoạn phân cách là độ dài các video của chúng ta. Tôi bấm vào đây này, các bạn chú ý phần giao nhau có sự chuyển biến khá gãy khúc, rất khó chịu. Các bạn thấy không nào, chuyển biến kiểu này thì video của chúng ta sẽ không chuyên nghiệp. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo sự chuyển động mềm mại giữa các video này. Để làm điều này, các bạn có thể chọn vào một video hoặc chọn tất cả video chúng ta tác động một lúc. Tôi sẽ chọn video đầu tiên. Các bạn chọn phần effect. Chúng ta chuyển qua phần style và các bạn chuyển vào phần in out. Bấm vào. Ngay vào luôn, chúng ta đã có một màn hình đen ở video thứ nhất. Ở đây, in direction chúng ta kéo thấp xuống chính là phần màn đen ở bước đầu chúng ta phát video. Còn phần out này là phần cuối, tức là đoạn cuối của video này chúng ta cũng bao phủ bằng màn đen. Để tạo cho sự chuyển động nhịp nhàng giữa hai video, chúng ta có thể chọn phần màu trắng, màu xanh và màu đen và màu xanh. Tùy các bạn, tôi sẽ chọn phần đen và để đối tượng này mặc định. Tôi sẽ phát thử cho các bạn thấy, tôi bấm play. Và các bạn thấy rằng video này cũng khá dài, chúng ta chắc sẽ có sự chỉnh sửa. Nếu như tôi chọn tất cả, chúng ta cùng nhau tuốn đoạn sau này để xem sự chuyển tiếp giữa hai video. Khá gấp bởi vì video thứ hai chúng ta chưa tác động lạnh này. Nhưng đầu tiên tôi sẽ bấm vào video thứ nhất. Các bạn bấm vào biểu tượng Edit Clip. Chúng ta chọn vào tấm hình này và bấm vào biểu tượng thùng rác xóa đi bởi vì đoạn này quá dài. Tôi bấm xóa đi và đánh dấu check sao lại. Tôi bấm play thử xem đã ngắn đi hay chưa. Ngắn hơn rồi, có lẽ như thế này thì ok hơn. Các bạn lần lượt chọn tất cả đối tượng này và cùng tác động lệnh in out. Tôi chọn lần lượt. Sau khi xong, chúng ta cùng nhau bấm vào đây để phát tất cả video một lúc để chúng ta kiểm tra độ ngắn dài tương quan hợp lý hay chưa. Tôi bấm vào. Cũng khá ổn áp phải không nào? Đoạn này có lẽ hơi dài. Tôi sẽ xử lý sau. Rất ấn tượng. Các bạn thấy công trình thì rất xấu nhưng cảnh quay cũng khá là chuyên nghiệp phải không nào? Chúng ta cùng nhau kiểm tra một cách khắt khe để có một video đẹp nhất. Cũng tương đối ổn định. Tôi thấy phần số 5 và phần số 2 chắc chắn có sự chỉnh sửa. Sẽ xóa đi một vài frame. Bây giờ tôi stop lại. Tôi vào phần số 2 nhấp đúp vào. Ở đây chúng ta có tận 4 frame. Tôi sẽ xóa đi frame này và frame này bởi vì thấy sự không cần thiết. Tôi đã bấm nhầm chèn thêm rồi, tôi xóa đi. Và tiếp tục, chúng ta chọn và xóa phim này. Tôi chỉ sử dụng hai phim ở đây thôi. Phim này sẽ phát sáng, còn phim này thì sẽ ở bên dưới. Tôi đánh dấu check. Tôi chọn tất cả và phát lại đoạn thứ hai. Xem thời gian có nhanh hay chậm. Có lẽ thế này thì đỡ nhàm chán hơn. Đó, ok. Đến đoạn số 5, tôi tiếp tục. Nhấp đúp vào. Đoạn số 5 này thì có lẽ không cần chỉnh sửa nhiều. Chúng ta chỉ chỉnh sửa phần in out phần số 5 thôi. Phần out này chúng ta cho ngắn lại. Tức là phần màn đen của đoạn số 5 khi chúng ta kết thúc video, tôi có thể bấm. Để khung cảnh chúng ta rõ hơn. Các bạn chú ý điều này, hết sức tinh tế. Các bạn có thể chọn tất cả video và phát lại với hiệu ứng này. Tôi bấm vào. Còn tôi sẽ kết thúc video này tại đây. Ở video sau chúng ta tiếp tục khám phá các hiệu ứng còn lại.